Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Xe Đẹp Độc Lạ. Chiều mát này mình sẽ quay lại một con xe, một F150 sao hay dinh dinh, cũng là của những người anh em của mình thôi. Là xe, dòng xe của anh em mình là đi phượt nha anh em, đi tour ở các tỉnh đồ này kia, bậy bạ cà phê pháo, hoặc là xe nói chung là kiển nhẹ nhưng mà nó rất là chất, nhìn xe rất là ngầu nha anh em. Ok, mình sẽ quay lại cho anh em xem vẻ ngoài của xe và kết cấu bên trong nó như thế nào cho anh em chiêm ngưỡng. Nó như thế nào thì anh em có đam mê cái gì thì cứ gọi điện cho mình, anh em ở đây là sẽ làm cho anh em những con xe đẹp chất để anh em đi tour nha anh em. Ok anh em, đây con xe đây anh em, đây đây vẻ ngoài của em ở đây à. Vẻ ngoài rất là nhìn rất là cứng cáp nha anh em. Từ chiếc quay từ chiếc đó không, con xe Đức nói chung là đơn giản thôi nhưng mà nó dễ nhìn, đẹp, ngầu, chất lượng đó. Quay cho anh em xem vẻ ngoài của nó thôi. Nói chung anh em đi tour nhiều khi dọn kiển nhiều quá cũng không hay, kiển sơ sơ xương xương đủ xài thôi nha anh em. Ok, thì cái dàn đầu nó là bằng chó 2 tầng nè anh em, tay thắng RCB đó, gắn thêm bình xăng Secua. Anh em nào đam mê á là lên thêm bình xăng Secua thì đi mà khỏi sợ hết xăng nha anh em. Đi tour mà mình đi tour mà nhiều khi trời đêm tối mình muốn chạy nhanh á, mà bây giờ mình đi đổ xăng nó cực quá, có bình xăng Secua cho anh em luôn, thiết kế cho anh em chơi luôn nè. Phục trước vẫn là LCM rồi, thắng đĩa Nation bình thường rồi. Đây cục máy anh em, bô AHM không, bô AHM nè đó, nhìn như cục máy xe rất là cứng nha anh em đó. Thì cục máy nó là cục máy 62 dinh dinh nha anh em. Này xe này anh em mình lên là 62 dinh dinh, có ti trợ lực tay lái đây rồi. Mâm anh em mình chơi là mâm 6 cây BRT vẫn lên cục cục ZRV1 nè cho nó mạnh nè. Ok, 150 62 dinh dinh của một người anh em, xe rất là chất đẹp thôi. Ok, thì mình cũng đã vừa quay xong sơ qua một con xe F150 xanh GB. Máy cục máy 62, xe đi phượt cho mấy anh em đi phượt, đi cà phê cà pháo này kia rất là đẹp. Thì ở đây anh em mình chuyên về dọn xe, làm xe, lên đồ chơi xe đủ các kiểu, anh em nào cần thì cứ liên hệ nha anh em. Ok, hẹn gặp anh em ở clip sau với những con xe đẹp học lạ để cho anh em chơi chiêm ngưỡng. Ok, mình là Thiên Vương, mình xin chào anh em nha. Hẹn anh em ở clip sau.